Đây, ra đây là tập sân phát tài, anh được anh Xuân Hưng dắt đi ăn cho ăn ốc, cho ăn ốc. Mà tập xong rồi bây giờ coi như nặng hết cả mồm này. Mệt quá cơ. Tập xong mệt đấy. Ra đây chỉ có ăn ốc thôi, xong rồi nói mò. Đấy. Để giữ cho người nó đẹp. Đây này. Ông ấy bảo là ông ấy xuống được mấy cân, anh xuống mấy cân? Anh xuống 8 cân. Đó, tự dưng xuống cho coi như từ chỗ khách sạn đi ra đây đi bộ xong rồi đến khi ăn xong đi về đến khách sạn là không còn một con ốc nào trong người, tiêu hết. Kìa kìa, đây ốc đấy. Đâu kìa đấy. Bây giờ mà ra đến nơi đấy, nó đóng cửa thì thôi đóng gì mà đây ban đêm mà đây tết tây mà trên đây tết tây mà có khi nào người ta đóng cửa không? Đóng cửa là anh biết đây em. Ở Hà Nội thì mà để lo đóng cửa thì hiểu không có hàng tiền nhỉ. Trời ơi, tôi nói rồi đấy nhá, đóng cửa của bác ông cống tôi về nhá. Vâng, tôi sẽ cho để xe ôm taxi nó gọi nó đóng nó cho bà về. Ủa? Mình đi đường ngoài chứ. Sao? Sao? Thật. Sao? Đóng cửa thật. Đây ốc thế này, nó đóng cửa thật thế này. Nói sao? Không đi ra ăn gì vậy? Sao? À nó đang làm bược mà, thế nó đóng cửa. Sao? Cái gì mà tôi linh tính là có. Đóng cửa rồi. Linh tính để xem mày ăn gì vậy? Hả? Sao? Cái này cái gì đây? Steak. Hả? Thịt bò. Bò với steak. Cứ sang bên kia ăn hải sản. Em không đi nổi, em thề với anh vừa phải cái ốc đóng cửa kìa. Tôi nghi đâu có đó, tôi đã linh tính rồi. Ừ, sao tôi nghi vậy? Ngày nào nó mở, mà tại sao mà đi có thể... Ngày sau nó mở, sao mày Tết rồi? Tết Tết Dương mày kỳ. Mày Tết à? Em đã hỏi anh rõ ràng, anh ơi mày Tết. Thì bây giờ cô tham quá, cô ra tập một cái ngày Tết. Ngày Tết người ta nghỉ, cô thì tham lam. Gớm già thì vẫn tham, chết đến nơi rồi. Tham lam ngày Tết thì đúng cố ai biết là từ giờ là ngày giờ này kính để cho như ông ấy là coi như là đấy ông bắt mình đi bộ này ai biết bây giờ nó đóng cửa vào ngày Tết xong cuối cùng bây giờ cũng rồi mà bà này là chỉ có ngày Tết mới ra tập còn ngày thường thì bà ấy đi kiếm tiền đi làm tiền đã chết đến nơi rồi mà vẫn còn tham tiền nhìn thấy tiền khinh tiền chứ bị tiền cũng là tiền à xe xe về à sức yếu như thế này rồi không tham ta hơn được chục tuổi rồi ta vẫn đi phăng phăng tốn ta mày nhìn theo người ta này này mày nhìn sang người ta có đẹp không tao có phải ấy gì đâu mà ta vẫn chạy phăng phăng ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời sang đây là bên kia kia nhưng mà em về thì kia cái này bị dân tôi còn cái này xịn không có nào xịn thì đâm vào biết tham này còn cả một sân khấu nó lo cho hàng trăm đứa cái thân kia xác đi chả đến nơi đến chốn có thằng ung thư rồi nhá xong phải đi đâu để em đi kiện em đi kiện mày còn đúng 15 ngày nữa chết vẫn đi kiện đây 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 gặp mình thì hàng xịn hơn tốt hơn xe cẩn thận xin ơn đây rồi đây đổ mồ hôi và cá mồ hôi là tới chưa cô lẩu cua hải sản tươi sống đủ các bạn tôi chả biết có tới được chưa đây đến đấy nó bảo là ngày hôm nay nó chọn khách quen thôi nay đến đây xong bảo là ô hôm nay chúng tôi chỉ tiếp khách quen nó đặt bàn trước thôi sao lúc ăn được bữa ăn của ông Hinh tôi suýt ngất đấy mọi người tóc tai đủ tóc tai đủ rồi không có vậy này như một con rồ này mọi người đến đây ngày hôm nay là ngày đúng ngày Tết Tây mà ông ấy dắt đi ăn thôi là đúng. tôi đã bảo là cẩn thận là người ta đóng cửa không nghe anh ơi ngon sau khi mà lấy hồi nãy là trách nhầm anh ngon lắm cảm ơn anh nhá nhưng mà sau đây xong em biết một sự thật vỡ hòa ra không phải Xuân Hưng giả tiền các bạn ạ mà là bên đội Xuân Phát Tài đấy cái kiểu là đội Xuân Phát Tài thì tôi giả đấy không có người giả thì giờ bên kia tranh giả kiểu vé bán hết thì tự giả chứ
Như là tôi mời có cô ở nhà ấy ra thì cô cứ vui trong cả đấy đó. Cô chưa ăn cô đã say gì đấy. Ngon. Ngon không? Ngon. Hay giả mà chả được. Đúng không? Nhưng mà thực ra em với anh thân nhau lâu ở lâu rồi anh nhỉ? Ngoài Bắc là em thân anh nhất. Thế à? Ừ, anh cái gì rồi mấy ạ? Có hẳn không? Thật thế. Thế à? Đó. Thật ra thì anh nhìn anh em. Làm tôi mời cô chưa thấy từ bao năm giờ chưa thấy cô mời tôi lần nào. Anh có lời cho mời. Hả? Cháu giờ anh ra em hết có mời. Ngày xưa mày biết không? Cứ bảo tôi diễn cho cô Vân ở cái sân khấu Vũ Đoàn đấy. Giờ cái sân khấu còn không? Ở đấy à? Em sân khấu khác rồi. Diễn một tháng rồi trong đấy đấy. Mà hình như không biết có đặt tiền không nhỉ? Có ít thôi. Có ít thôi. Lần này vào phát nữa. Lần này vào phát nữa. Mệt rồi, yếu rồi. Sân khấu gì mà vào? Vào đi. Lần này Vân mời vào sân khấu. Vào đi, lần này vào mấy anh em làm một lần đi. Rất má. Mặc thịt thằng mà. Chút đơn nhá. Vào đi. À, chưa chốt. Chốt không thầm ai. Không vào được thế nào thì tới làm sao. Lại dở mặt rồi, nhanh lắm. Dở mặt nhanh lắm. Dở mặt gì? Để xem nào. Vào đi. Cho anh ít tài em nhá. Vào đi để khán giả Sài Gòn thưởng thức Xuân Hinh. Thế à? Ừ. Có nên vào không nhỉ? Hiền ơi, có nên vào không? Hiền ơi, anh Hinh hỏi kìa. Anh Hinh vào đi cho khán giả Sài Gòn chưa xem anh Hinh gì. Đấy cho chú cái bác con ơi. Cái giờ thì dạ. Là ăn cái đấy là không thấy có bác. Cái nhà này, không có cái bát nào đến giờ mới đưa ra đây, toàn ăn nó hốc một tạp từ đấy. Cái tên bốn cái không kìa? Cái mình mang ba cái để cúng à? Ô. Mà tôi không có bát mà cô cũng không nói gì, cô cứ ăn và cứ ngồi ngoan, cô cũng ăn rồi. Ăn bùa rồi nhiều, nặng lắm. Con mẹ rồi thì sắn chết vào ba nó ăn nhiều. Có tuổi ăn chín rau tỏi biết rồi. Cô để nó bên kia, cô để đây, nó bảo tôi ăn hết một nồi cháu. Cái con này. Em biết cho bánh mì. Hết rồi. Hết đâu, đây này vẫn còn mấy con này. Đúng không? Ăn ngủ nghỉ đổi chắc các bố mà còn quay làm gì nữa. Trời chửi giống cô. Quay từ đấy là còn quay. Thì ra, cô chửi cái này là từ đây. Cái gì? Em hay bắt chước anh ở trong sân khấu á. Dạ. Anh có nói chuyện với nó chút xíu em chửi dạng giống y như anh ấy. Thế là cuộc à? Mà bọn nó là cứ khen là có duyên mà. Hôm nay chúng nó phát hiện ra là hoàn toàn là em bắt chước anh ấy. Thế à? Nhục thế trên này. Đấy cái con kia rồi. Ừ, đang nói được cái con mà mày điên à. Đấy, ví dụ kiểu như vậy. Ừ. Yeah. Thế bây giờ cuối cùng lòi ra là em bắt chước anh. Nhục quá. Em nhục. Thế cô bắt chước cái gì? Cô bắt chước cái chửi để làm gì? Hay gì cái thứ đấy? Anh có duyên. Mà tôi đi tu rồi. Tôi đi tu rồi. Không để cô đừng cơ. Làm cho tôi này nhớ lại cái. Nó trỗi dậy cái những cái ngày xưa. Bây giờ tôi nhìn ở đời này tôi khinh hết mọi thứ rồi. Kể cả gái muốn tôi cũng khinh. Mà cô cứ nhắc lại cái đấy là nó trỗi dậy cái máu em của tôi. Ngồi chỗ đây nhá là vui mới nói. Con chú ở nhà ấy, vợ chú với con chú vẫn bảo sao độ này bố nói ít đi. Còn thế nhá, thế bảo con có biết là vì sao bố nói ít không? Xong bảo con không, bảo là vì nói mẹ con nhà mày là nói với cái loại không tiền. Mà khi không tiền mà vỡ loa đại diều, nó cứ cầu. Mày muốn làm gì automatic tức là tự động. Không bao giờ nói. Ở cuộc đời này em mà có những loại nhìn thấy từ xa nó muốn chửi thôi. Ừ. Nhưng mà lâu lắm thì anh không có chửi. Ừ. Anh chỉ bảo là thôi thì mày sống hơi tử tế. Nhớ hôm nào mà mày vứt lũi ta đến ta phúng viếng cho bạn lít. Lít là bao nhiêu? Lít là 1 triệu đấy. Ủa, đi đến 1 triệu cơ. Thì toàn đi 1 triệu mới 500 cái gì. Đi 100 mới 200. Tiền thì mất giá. Tôi thế này mà chả nhẽ đi 100-200 à. Một vòng hoa mà lại 1 triệu nữa thì cô tính ra bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu một vòng hoa thế đâu còn gọi là ngôi sao nữa. Vòng hoa là bao nhiêu? Chắc 1,5 triệu, 2 triệu. Là 3 triệu. Thế còn mày sống như thế thì mày tí mày
mày khuất mũi. Cho nên tí mày khuất mũi, mày khuất mũi ngay đi. Alo. Một tiếng nữa là mày thác ngay đi. Thác luôn, ừ thác đi. Thác xem có qua ai thèm đến không? Ô nhiễm môi trường. Nặng nẻo. Ai đến đấy làm gì? Quần áo đi về luộc luôn, luộc luôn. Chấm ngâm. Ừ. Cô ăn, tôi đang nói chuyện mà cô vẫn cô chỉ ăn làm vậy. Cô nói thì cô phải có người, nói phải có người nghe, đe phải có người nghe. Nghe nhưng mà vẫn ăn. Anh mời thì ăn, mình không cần phải ăn. Mời đi ăn mà không cho người ta ăn. Xong rồi mời đi ăn rồi bảo đây, đi. Không ăn thì đây cái đĩa này của cô đây. Cân thì to, mông thì to. Bây giờ người gầy tí xong giờ ăn tối xong lại ấy thì đến bao giờ? Đúng không? Ăn uống người ta phải. Chưa bao giờ thấy cô im lặng như vậy. Không nói được. Bạn có Xuân Hinh là tôi tắt đài. Cô cứ xem tất cả những người. Cô cứ xem tất cả những người gầy gầy cứ gầy nhạt nhạt. Cứ gầy nhạt nhạt toàn trăm phần trăm. Trăm phần trăm là sao? Vẫn thọ hơn trăm đấy. Ăn cái nhóm mồm bỏ cú hù lên mơ trong máu có thất đồng bạch kim rồi tiểu đường áp huyết dậu đỏ bim neo. Cái tuổi đi giờ là tuổi của anh em mình là dậu đỏ bim neo, cái lọ nó sọ ra cái kia. Đến cái tuổi đi sao khôn đâu đến trẻ mà khỏe đâu đến già, bởi nó trẻ rồi nó khôn. Bây giờ nói đi, tôi nói cô đừng có phàm ăn tục uống vừa vừa mất thôi. Ông mời thì mình đi ăn. Mà coi như ông ham con Hiền là cái gì? Mày ăn cái gì mày đừng ăn nữa. Mày suốt ngày mày ăn, mày không nghe tao nói. Rồi ông bảo mình ăn thì bị nghiệp. Thế rồi cuối cùng ông nào? Mời tôi đi đây, ăn. Đây, đây, nhá, đây nhá, đây bình thường đây nhá, đây. Của cô một góc này. Của bà góc này, thì của tôi đây, có mỗi cái bát không, nó còn không mang cả bát ra cho tôi. Vừa rồi là tôi ăn đúng cái này. Nhà hàng ấy xong rồi bảo nó gọi nó cái thì nó mang bốn cái bát ra. Mang để cúng mà. Đúng không? Đây làm gì có gì đây? Đây vét, đây vét, đây thằng này. Nhớ, cái con béo này. Nhớ, mày vét vét cái này. Tao chưa ăn một cái gì. Cái năm nay nó khó khăn. Nó sẽ khoan. Mở sân khấu làm gì cho nó chết mệt. Thế rồi rồi mà cứ mà vẫn cứ tham nữa đi mà gái lúc nào alo alo. Bây giờ anh nuôi em đi. Nay em lên mấy mấy nuôi đi được rồi em không làm nữa. Thế có phải mẹ bà là mẹ tôi không? Mẹ không phải vợ thì không con không phải. Thế gì mà giúp bà già tôi nuôi. Mất thằng nào rồi thì làm đi. Mà thì cứ làm đến chết. Sao cứ cắt nhầm cứ mà. Đúng có mấy con ung thư rồi xong rồi đi đâu mà đi kiện. Còn 15 ngày nữa chết rồi mà đi kiện. Chúng ta là hai người này yêu nhau nhất chứ. 40 lần gặp nhau lại. Tôi thấy chả 40 lần. Cứ lần thường người ta gặp nhằn mắng mỏ. Không có ăn được bữa có phải khổ. Bữa ăn bữa khổ. Và không giờ gặp nhau. Ông bác nói với các cháu là thế này. Thế kẻ cắp nó vào nhà thì chả chửi. Thằng kẻ cắp kia mày thấy nọ kia chỉ nhé đi. Mời bác kẻ cắp vào nhà em ngồi chơi xuống nước. Ai ngửi được. Hãy gọi đúng sự vật. Hiểu không? Sự việc gọi đúng sự vật. Được cái vật gì phải gọi ra cái đấy. Sự việc khác với sự vật. Sự việc, sự vật. Không phải đúng. Tôi mà cứ ngồi lái. Cứ sửa lên xin sự. Em chân được. Em phải thương ấy, em phải yêu cái thân em nhất. Vì cái thân mình là không ai thương mình. Chồng thì ở xa. Con thì xì xà xì xò, chả biết cúng bái mà lộn tiếp. Đúng không? Thì ngoại vào đến nơi rồi chứ. Không. Lại rất chảy ra xe phải không? Thì bây giờ anh cho anh yêu em đi hoặc không cho em vay tiền đi. Để em ngưng em không làm. Anh thì... Để em ngồi im này chỉ hầu để mà nghe anh chửi thôi. Đây. Đây. Vay tiền đây, vay tiền. Đây này, quanh tay này cúi mặt xuống chửi đi. Rồi xong rồi cho tôi vay tiền. Vay tiền là tôi... Hỏi đi làm. Tôi đã nguyền đến thế này. Người nhà không cho vay tiền. Bởi đa số là người nhà nó hâm nóng tình cảm bên trong nó không giả. Thế tôi lên là không nhà không. Người nhà không cho vay nữa là nữa là cô người ngoài. Cứ tôi đừng mắng người ta nữa. Để cho người ta đi làm. Cho cô vay nữa tưởng cô vẫn cái gì.
chủ nợ với con nợ làm gì bây giờ, có chuyện vớ vẩn không? Mẹ đòi đòi sát hại. Mà cô đâu bỏ cái điện thoại tôi đi xem xoay cái mặt trông được khiếp không? Nè, cái việc trông khiếp lắm, tôi chả có cảm giác gì, chả có cảm tình gì. Tôi vào đi bữa ăn này cô alo đến ít lần, cô làm gì mà cô tiền để đâu hết? Xuân Phát Tài ơi, coi như mình tính tiền đi, mệt quá. Không hết cả nhà. Tôi chưa ăn xong, chưa ăn. Tôi toàn nói tôi chưa ăn, cô ăn hết rồi. Thì giờ đến được cô phải ăn trước, tôi phải ăn không?